Từ nay đến cuối năm đang là chu kỳ cao điểm mua sắm của người dân. Tuy nhiên, tâm lý và khả năng chi tiêu của người dân đã thay đổi sau một thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh. Để kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua và doanh số bán ra, các doanh nghiệp thương mại, nhà bán lẻ tại Đà Nẵng cũng linh hoạt hơn trong các chương trình khuyến mãi, lựa chọn nhóm hàng hóa phù hợp để đưa ra các mức giá phù hợp, hướng đến đối tượng khách hàng là người có thu nhập trung bình và thấp. Hưởng ứng chương trình tuần vàng kích cầu mua sắm của Sở Công Thương Đà Nẵng, chuỗi siêu thị Dana Vimart tham gia giảm giá sâu nhóm hàng hóa thiết yếu, phục vụ bữa ăn hàng ngày và nhóm hàng hóa chăm sóc sức khỏe. Dù nhận định sức mua không tăng mạnh như cùng kỳ các năm trước, nhưng nhà bán lẻ này cũng kỳ vọng với sự chuẩn bị nguồn hàng và nắm bắt được nhu cầu và khả năng mua sắm của người tiêu dùng, sức mua tại siêu thị sẽ tăng trưởng 10-20% so với thời điểm trước dịch. Tập trung tổ chức khuyến mãi vào những cái mặt hàng mà lương thực, thực phẩm, những mặt hàng thiết yếu để cho đúng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời là chúng tôi cũng tổ chức các cái kênh bán hàng online song song với cái bán hàng trực tiếp. Và hiện tại chúng tôi cũng tập trung cái nhân sự để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu và mua hàng online tăng lên trong cái thời điểm sau dịch. Ví dụ như là các cái kênh về qua Zalo, qua Facebook, qua trang web và giao hàng ship tới tận nhà cho khách hàng. Tại trung tâm thời trang giày BQ, dịp này cũng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng là đối tượng có thu nhập trung bình. Khác với mọi năm, chương trình kích cầu của BQ thiết thực hơn khi đồng loạt giảm giá sâu trên mỗi sản phẩm thay vì kèm quà tặng như những năm trước. Yếu tố an toàn sức khỏe người tiêu dùng cũng được đơn vị đặt lên hàng đầu như thiết kế không gian mua sắm an toàn, ưu tiên trưng bày các dòng sản phẩm da dày thoáng khí, khử được mùi hôi, v.v. Chúng tôi sẽ tập trung vào cái dòng sản phẩm mà giá trung bình. Ở đó thì có khả năng người ta mua, nhưng cái và điều kiện là làm sao người ta mua nhiều hơn cho gia đình họ. Và chính vì vậy là trong các cái gói mà bán hàng, có thể là bán hàng chéo hay là bán hàng combo, thì chúng tôi trực tiếp trừ tiền vào cho khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi lại có thêm các chương trình về tích lũy điểm cao hơn so với các khách hàng thân thiết trước đây đã và đang là những khách hàng mà gắn kết trung thành với công ty BQ. Trong khi đó, các siêu thị điện máy đặt kỳ vọng vào doanh số bán ra của nhóm hàng đồ gia dụng có mức giá dưới 1 triệu đồng một sản phẩm và các dòng TV giá trung bình dưới 5 triệu đồng. Đây là hai nhóm có khả năng bán ra sẽ tăng khi các hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố trở lại bình thường. Chắc chắn người tiêu dùng họ cũng sẽ có một cái nhu cầu thu nhập cố định nào đó, thì cái doanh số thì so với lại cùng kỳ thì chắc chắn là nó sẽ không tăng, nhưng mà so với cái lượng người mua sắm thì giờ đây tới hết năm 2021 nó cũng sẽ có tăng. Cái mức độ tăng tôi nghĩ cũng tầm cỡ như 20-30% là hết so với lại trước mùa dịch. Các nhà bán lẻ đều có chung nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh, người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm để đối phó với khó khăn trước mắt. Đặc biệt, dịch bệnh khiến nhiều người mất việc làm hoặc giảm thu nhập, nên nhu cầu mua sắm hàng hóa xa xỉ cũng giảm. Những ngày gần đây, giai đoạn bình thường mới đã được tái khởi động. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi được phép hoạt động và bước đầu thu hút khách mua sắm dù chưa đông. Tuy nhiên, các đơn vị bán lẻ vẫn giữ lạc quan về kinh doanh trong tương lai. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa tại Đà Nẵng vẫn tăng trưởng dương gần 3% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, sau khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, doanh thu ngành bán lẻ hàng hóa đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với tháng trước.